Yeah. Ơi, bạn nào độc quyền luôn á. Có một không hai đó, cái bà mẹ có thấy hết á. Ngọt cái im quá, nào vừa luôn đây. Nào từ Vĩnh Long nào xuống Cà Mau luôn hả? Y như tài 3-4 ngày mà không có khi đi không được á mày. Y có phèn. Hứng đi đây à. Không đi tóc đi để dần dừ chứ không đi được. Bằng nào y như chó phèn nha. Trời ơi cái mọng dừa này đẹp như dừa lửa. Cái này là bún nước lèo Bạc Liêu. Đừng có đi quay cá, hai cá nó cũng xứng đáng quay đó mày. Ồ cá phi. Bún bà tám. Cá bự đó là hiếm. Có hai con chà bá nè. Đẩy vô ba cái tiền, đẩy lửa vô. Chèn. Đẩy lửa vô đi con. Cái này là nước dừa. Nước lèo mình phải nấu bằng nước dừa nó mới ngon. Cái bếp này bà đó bà chỉ có bà mấy này là bóp cái hông này nhận không vô luôn. Mà nhìn con cua nó biết nó chắc rồi. Cầm cua nặng là nó chắc rồi. Ông lựa là khi mà nhỏ mà cầm nó nặng chịch là chắc rồi. Ông lựa ăn là lựa là chất lượng không á. Ừ, nó nhẹ là nó bợ nó bập à. Vậy đó. Con nó cầu lu nó nặng gì chịu. Đừng ăn đi ăn á, mình đừng ham lựa cua bự. Trời có con cá gì bự vậy? Thôi cho chị luôn đi. Rồi bỏ vô thùng đi. À, mấy cua này muốn lột chứ muốn cơm. Trời cái con này nó mới ngon ngát nữa nè. Cướp là hai da đó hả? Ừ. Sao em không thấy ăn con bự, không thấy ăn vừa vậy mà vừa chắc thôi. Chắc thôi ha. Cua vừa vậy đó. Ngon cơ nè. Ơi chứ dừa này nào chỉ có một tay thôi. Đàn nó bún mắm. Bún nước lèo với lộ bún nước lèo. Nước lèo, nước lèo. Nước lèo, lèo. Thì chiều mới dậy tới chảnh quá.
mình đang ở giữa đồng, giữa ruộng, vòng vòng xung quanh đây người ta toàn là nuôi tôm, nuôi tôm nuôi cua. Đang chờ em nó đi lấy đồ để mà dỡ dỡ đú dỡ đá gì đó. Ai hồi nãy sao hè cho cái xe cái mà xong á cá nhấp luôn á trời. Cái xong à. Nhà chứ vườn ta sao bắt được. Hôm lội về dám lội không vậy? Hả? Thôi, đâu có đem đồ theo đâu lội. Đứng giữa đồng nhớ bữa với Trà Vinh đi chạy quá. Những cái lú nó vừa cua vừa cá. Giống 12 cửa ngục hả? Có, không có gì, bún vậy? Thêm số, bún á. Cua nữa. Đây là mình thả cua con xuống. Dạ, thả cua con. Rồi, thỉnh thoảng cho ăn vậy hả? Không. Tự nó ăn. Cá thiên nhiên nè, cá phi thiên nhiên nó xanh nè. Có con cà phê kìa. Con cua gạch. Mình đặt kia bao lâu mới dở? Em đặt hồi sáng qua. Ngày nào cũng vô đổ lần vậy. Con cua trắng bóc hả? Ủa, nhìn nó vươn cái càng thấy ớn á. Chà bá. Gạch không? Nước cũng chưa có gạch. Vậy hả? Thấy nó nứt kìa mà chưa hả? Gạch nghe. Cho nó kẹp cái vậy. Thử coi. Đưa gì cho nó kẹp. Cái gì dư dư đưa nó kẹp như tay rồi. Nhìn thấy con cua đồng ớn ớn mà đâu bằng cua này. Cua này kẹp cái thôi. Cái này bỏ vô nó ăn dữ nó. Bỏ vô thùng. Cua này giống cái gông nha. Cái gông rồi. Phải ăn tiếp đất người ta đó. Nó còn nhỏ đó. Nó còn dắt giáo. Giáo hả? Ăn ngày từ từ để em đổ cái con nó ra để ăn cua nè. Coi con cua nó vô nó cái kẹp đứt đầu con này nè.
Có con tôm bạn nó kẹp khứt đầu rồi đó. Con này cua ngon nè. Xanh lè luôn. Ghê không. Hùng dữ lắm. Cua Cà Mau chính hiệu tại ao. Hùng dữ quá. Quay lên có anh nào mướn chói cua nhớ alo em luôn nha. Liên hệ với anh Mạnh nha. Cá phì rất tươi ngon. Đưa em 2-3 cọng dây em qua cái lú bên kia. Còn tôm sú đây, cá phi đuôi đỏ này. Rồi là cá phi, còn trên mình là gô phi. Còn cái này là phi, phi nước mặn ngon. Thật ngọt. Cái màu nó cũng khác nữa. Tốt. Chịu đắm á. Có con tôm nào con cua kẹp đứt đầu đâu rồi. Gì vậy? Này con này nó kẹp. Này con này nó kẹp mấy cái dây hết bà nó rồi. Ăn hết mấy cái đầu lậu vậy hả? Ừ. Nãy có con nó kẹp đứt chưa rồi. Đúng rồi, phải cải tạo cái điều kiện hợp lý nó mới ở. Cái này nãy nói cái gì vậy quên này. Cái này là cây lứt, người ta uống là cho mát gan nè. Thường ở cái vùng nước lở, nước mặn nó mới có mọc cây này. Nó mọc như cỏ quan vậy. Chỗ cầm cây á, thằng em nó đang lộ qua lúc bên kia. Cái này người ta gọi là những cái vuông. Nhưng mà có những cái nó không được vuông, nó rất là dài. Nhưng mà những nó vuông dứt cho nên người ta gọi là vuông. Nó có những cái ao nó vuông thiệt. Hồi nãy như cái ao nuôi công nghiệp bên kia là nó vuông dứt luôn. Dưới đây mình được trồng, có trồng năng rồi nè. Mấy cái này hồi lâu mình có đi xuống Trà Vinh mình mua mấy cái cọng năng non đó là. Như cái vuông này thì nó được nối tiếp từ hai cái vuông thành chữ L. Đố Mạnh thấy bẫy. Sao mới đây đi bắt cốt dưới rồi đó chứ. Mà còn mấy cái dưới nữa hả? Còn mấy cái dưới không. Đúng là thấy ham thiệt, nhưng mà cuộc sống ở dưới quê nó cũng rất là khổ, đường đi nó cũng khó khăn, phải chầm mình xuống nước. Ô, bự chà bá à. Mấy con sú nó mấy trăm ngàn ký đó. Về mới phân loại ra, con bự thì bán rẻ tiền, con nhỏ thì bán mất tiền à. Cái này nó ngược với con nhái à, con nhái thì con nhỏ thì mắc, con tôm thì con bự thì nó mắc. Con này chắc 300 ngoài quá. Mấy con bự bự vậy là 300 không? 200 mấy ký. Một bữa mấy tháng này nó còn chạy hơi ít, tiền bữa chừng ký ngoài thì cũng được 300 ngàn, cua này kia nó cũng được 400-500. Con vốn thả mắt không? Rẻ anh. Lâu lâu mình thả trên khen hoài vậy hả? Cứ tháng là thả vô khoảng 1 triệu, 2 triệu tiền giống.
Tối chầm nước giờ bị bờ cảm rồi đó bạn. Không phải, đây nhậu nhiều vậy. Ngày cứ kiếm ngày gọi ruộng thôi là kiếm khoảng bình thường thôi, thất thôi là kiếm 500-600 ngàn. Còn nếu mà nó nhiều á, nó chạy á, hàng ngày kiếm khoảng mấy triệu, 1-2 triệu, 2-3 triệu gì đó. Thì ngoài ra là cân thu mua, làm cái công việc khác kiếm ngày mới nữa. Ồ, cuộc sống nông dân cực khổ quá ha. Ngày thu nhập vài triệu thôi. Chịu khó chầm mình nước chứ không phải. Chịu khó chầm mình chứ nước. Đúng là cuộc sống như mơ à. Mình mơ hoài không có. Nhưng mà thấy vậy chứ, ngày nắng thì mình chầm chứ ngày mưa, ngày gió gì mình cũng phải chầm hết. Nếu không chầm là không có tiền. Ngày mình làm trên bờ, còn ngày đó chầm dưới nước. Nhưng mà chầm cũng đâu có lâu, cũng chút à. Lội dòng cái này lên. Trong khi ở nhà thì mọi người đang nấu bún nước lèo. Ừ, ba anh em thì đi vô ruộng dở lú, hồi về là có bún ăn luôn. Hồi đây có cái cây hoa dại mất rất là đẹp luôn. Cái bông nó cũng rất là ngộ nghỉnh. Bảy vô đây. Bảy vô đây ngồi nhậu hơi bị im đó bạn. Ồ, cái lú này nhiều quá hả? Ồ, sú. Sú này giá trị luôn. Sú bự không? Coi nó bún nghe đã tay ha. Nghe nó bún nghe đã tay vậy. Chạch 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 chạch. Anh nằm anh dắt cho con đâu anh á. Đâu? Cái cửa nằm dắt cho con con nè. Gắn lục coi cái đuôi nó màu gì. Không, cái này gắn lục xanh bình thường. Chứ không phải con mấy con gì đó. Không được, nó lội xong qua rồi. Nó vừa nha, tự nhiên giờ hết nước vừa. Đây mát quá trời. Căng thanh gió mát. Hồi tối thì trong ruộng kia thì nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà đường đi nó khó khăn hơn. Cái này cái gì ta? Già. Lá già. Lá già, lá đa đó hả? Già. Cái cây này nó sống cặp nước luôn. Trái này trái gì vớt anh bỏ này, quá trời này. Trái nó chị nó trôi vô đây nè, trôi miệng cống rồi. Cái mắm. Nè, vậy là lên cây nè. Thứ này trong nhà cô ba á. Nè chùm chùm vậy nè, cái rễ nó ra đập mọc lên vậy là lên cây á. Nó trâu tới đâu là mọc tới đó. Ủa? Lú nó ruột nó dồn lại. Có, có đó. Ôi con, tôi bự nhóc kìa. Cái này là sú bành không? Nghe nó nhảy là biết sú bự rồi. Tức mình đang chờ lộn lú rồi. Lú nó bị trùng rồi. Nhưng mà nó không ra đúng không? Nó không ra được, nhưng mà mấy con nó chạy ít lại, đáng lý ra nó phải nhiều hơn cái này nữa. Nó ruột cái cây á. Chẳng cái này là không cần bỏ thức ăn gì vô vậy. Thiên nhiên. Đặt mấy kia, đâu có bỏ thức ăn gì vô không. Tự nhiên vậy đó.
Cái nào nó vô, nó vô. Con này chết lâu rồi. Đổi màu rồi. Dục con đó ra. Con này nó chết lâu rồi. Wow. Ôi nhảy đã tay. Con này nó mạnh lắm. Bụng bọc bọc. Về ăn bún nước lèo thôi. Cái này là cây đước. Cây đước cái rễ nè. Hoa dại đẹp quá chứ. Bằng xẻ hay bằng ổi gì đó hả? Bằng này là bằng gì? Bằng ổi. Bằng ổi thứ chả nó hằng ấy. Bằng ổi nó khoái lắm. Ê, bạn còn mấy cây này mình đã ăn được hả? Mình lúc nó mọc ra non non dưới chân mọc ơi. Trời ơi, chuyển mưa đen cho kìa. Về lần dặn không kịp bây giờ nè. Cái này phải lắc khéo chứ không thôi nó đâu có tròn. Nó bị méo không. Này nhớ ngày xưa sàn gạo quá à. Đâu có còn trà. Đâu có còn trà. Bây giờ còn mấy trà không? Còn. Trà mấy trà lớn. Giờ mấy trà gạo tấn không à. Gì khóc vậy con? Đến đi con. Như đây. Tầm mạnh nè. Nó bự lên rồi. Đụng lửa hả? Đã đụng rồi. À nhớ. Nhớ rồi, lúc chiên lên nó vàng vàng đúng không? Nó vàng. Cắn cái nó có cái lớp bể ra. Là có lớp bột ngoài đó. À. Giống như ta bán gì đó. À. Mà mình làm nhà mình lắp bằng tay sao mà nó tròn giống như ta bán được. À. Rồi, cả đá đi. Cả đá rồi đó.
Đây bún nước lèo. Để mời chủ mới nóng cho con. Chủ quán bún nước lèo đem kiến mát luôn. Chán rồi dòm thấy phải thế quá. Dữ dằn rồi thiệt. Dân Cà Mau nhiều cái cũng sắc sảo lắm. Quán ơi cho dễ giá chủ ơi. Cho bún luôn. Dạ. Để đây để đây. Đây để đó. Mấy ngoài đồng hồ sao có cái bụng sao. Nha. Giá thơm rồi nè, để vô. Ừ, cà phê ngon. Ngon không? Dạ ngon. Nó chơi chứ ăn nó đừng có chừa. Dạ. Ở dưới này là ta dùng nhiều quá, ăn đi, ăn mặn đi. Ăn nó mặn nó mới nở cái miệng. Vinh ăn thêm giá không? Giá nè. Dạ được. Ăn không biết đâu qua. Dạ, ăn tôm rồi bỏ vô rồi. Cho nó đẹp hả? Đẹp. Ừ. Nó bỏ tôm chắc tôm lên. Ừ. Nó tôm nó nãy rồi quên, nó tôm kìa. Không chế chùm ruột thiệt ha. À, cái này nãy Quy hai người lắc nó lắc không đều bằng cái này nè, cái mẻ này đều nè. À. Mẻ này tròn hơn rồi. Mẻ đó. Trời ơi, 12 giờ 11 giờ mấy. Đâu ngoại điện chứ mà. Wow, chu. Nó bỏ lấy. Dạ, mà nó tết á. Hay mua bỏ trong quà bút rồi đó. Cái khâu mà mới bỏ vô này dít dít cũng quan trọng. Hơ hường nha. Hơ hường là không được ra. Hơ hường lắp cái gãy hơ hường luôn á. Tiếp hả? Nãy giờ con không ăn gì ăn mình ha. Đâu nó cỡ. Ăn mình là được hai tô à. Mấy con đó mới về tới nhà. Trong bận trong họ có mình gỡ ra xong nó dài một mét luôn á. Nó là ăn được có một cục quà quá dài lắm.